Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cần mở nhỏ mini 6.35 của hãng Tonet. Đây là một cái cần chuyên dụng dành cho những anh em nào đang có nhu cầu mua một cái cần mở 1/4 có lực và có thể lắc léo. Đây, chúng ta có thể chỉnh cái sự lắc léo ở đây và anh em thấy cái cần lắc léo này ở bên trong nó có một cái con đạp, nó đạp ra cái phần khía này nên khi mà nó dừng ở đâu nó rất là cứng, nó không có kiểu lắc và lắc lại khi mà mình vặn. À, anh em vặn tới đâu là nó cứng tới đó. Đó, chúng ta có thể xoắn được hai chiều. Hàng này là hàng của sản xuất tại Nhật Bản nha anh em, của hãng chính hãng Tonet. Anh em nhìn nào, đẹp bá cháy luôn ha. Thì cái này á, là chuyên dùng để anh em mở những cái tiếp là tiếp 1/4. À, tiếp 1/4 là những cái tiếp rất là nhỏ ha. Thì có rất là nhiều. Đây, tiếp 1/4 nó giống như thế này. Đây là một cái đầu lắc léo 1/4. Đầu lắc léo 1/4. Đó, tôi gắn vô. Hàng chính hãng, hàng xịn, anh em gắn rất là sướng. Cái đầu này thì lắc léo đủ thứ á. Thì cái đầu tiếp này anh em xoay qua anh em có thể vặn theo chiều này. Cái này là vặn cứng nha. Tức là cái dòng này á, anh em không phải vặn nhanh, nhưng mà chúng ta vặn cứng tại vì cái thiết kế của nó là thiết kế cố định. Nên khi mà chúng ta cần vặn những con ốc nhỏ nhưng mà cái lực mạnh á, thì cái này nó rất phù hợp. Rất là đẹp luôn, một cái cần rất là đẹp, anh em thấy không? Quá trời quá đất, nhìn là ghiền liền. Cái cần này giá bán của nó là 434.000 cho một cái như thế này. Hàng này thì dành cho những anh em sưu tầm đồ xịn ha, sản xuất tại Nhật Bản ha, hàng Nhật Bản. Anh em phần không cần phải mua hàng bãi gì hết trơn á, hàng này là hàng mới 100%. Giá này là giá có thuế ha, giá có thuế và chưa bao gồm phí vận chuyển. Cái hàng này thì mình giá sẽ giao hàng tận nhà thu tiền luôn, anh em cũng không phải lo ha. Chỉ có 434.000 thôi, 434.000 cho một cái cần quá đẹp như thế này. Và nếu anh em muốn mua hàng thì cứ đến store Mộc, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.